Hôm nay về con máy phay khổ bàn lớn thì em xin chạy cho bác xem. Đấy, đây là tất cả các nút điều khiển. Đấy, em đang chạy hộp số đầu. Thì cái bàn này thì nó được là 500 x 2000. 500 x 2000, bàn rất là lớn. Hành trình ở phía trên là được 700. Hành trình trục Z 700. Đó, chạy rất êm. Đấy, có thể bẻ độ là 360 độ được. Lên xuống ok. Đấy, giờ em sẽ chạy thử tất cả các vít me đây, còn rất mới nha. Đấy, máng trượt này, bẻ độ này. Đấy, tất cả mọi cái đều ok hết nha các bác nha. Đấy, thì em sẽ cho chạy thử. Đấy, con này thì được cái một bộ đầu dao phay có sẵn. Đấy, còn đây là đang chạy lên hết đây. Xong rồi lên tí em chạy xuống. Đấy, chạy xuống. Đấy, tất cả ok nhá. Đấy, chạy xuống ok này. Đấy, ok, em sẽ thử hết các bác. À, thôi, cái bàn này em cho chạy dậy, chạy vào này. Đó, chạy vào nhá. Chạy ra lại này. Đó. Chạy ra lại, ok. Đó, rồi chạy qua lại này. Đó. Chạy về bên trái. Rồi, chạy về bên phải. Ok. Nhìn rất ok, bàn lớn. 1500. Còn dài hơn được nữa. Đấy. Còn dài hơn, dài tới con ốc này cơ. Đấy là cái hành trình sản phẩm nhá. Nước sơn còn đẹp. Đấy, bàn này là 500 nhân chiều dài 2000. Đây, đo thử luôn nè. 550 luôn. Wow, 550. Mốt luôn. 2m1. Số được có rất nhiều. Hành trình này 700. Có thể hơn. Con máy quá đẹp. Chạy lên. Chạy xuống. Đó, em thử test hết cho các bác luôn. Con này cân nặng 12 tấn nha các bác nha. Tổng cân nặng 12.000 kg. 12 tấn. Các bác thấy anh thợ đứng bên cạnh thao tác mà anh thợ này bé tí luôn. Đấy, còn tại con máy này nó quá lớn rồi. Sát chưa? À, còn xíu nữa để đó. À, rồi, đo thử cho. 700 nhé đúng không? Đo thử hành trình trục Z này 700 là cái sản phẩm nhá. Chưa tính tất cả các hầu. Ok. Quan trọng là cái đầu nó bẻ độ được. Ok, rồi. Chạy lên chạy xuống thoải mái. Bơm nước đằng sau, đằng sau rất đẹp. Ok. Lót gỗ vào đi. Bây giờ đang để này tháo đầu.